Ta chữa câu 1 đến câu 5 nhé Câu 1 câu 5 đề Nguyễn Gia Thiều Năm 2021, 2022 Thì đọc kỳ trước này à, Từ 1 đến 5 này, giải quyết xong Từ 1 đến 5 này 1 A 2 D 3 D 4 C 5 A <laughs> 5 câu đầu Đó. Xem nào câu số 1 à, Cho cấp số nhân UN à, Câu số 1 này để cho cấp số nhân cấp số nhân un nó cho u1 bằng 2 u1 bằng 2 bút nét quá em có nhìn được bảng không à, thầy uh, chữa nhanh một tí thôi u1 bằng 2 uh, u4 để cho u4 nữa thì bằng 54 đối với một cấp số nhân thì công thức số hạng tổng quát là bằng un sẽ bằng u1 nhân với quy mũ n 1 Nha yeah. u1 nhân quy mũ n 1 từ U1 bằng 2 chúng ta có uh, uh, rồi U4 bằng 54 thì nó bằng U1 nhân với lại quy mũ 3. Thế còn đây nó bằng U1 rồi. Chúng ta chia, lấy U4 chia U3. U4 mà đem chia cho U3 thì ta được quy mũ 3. Quy mũ 3 thì bằng 27. Quy bằng 3. Quy bằng 3. Để có tính U2019. U2019 thì bằng U1 nhân quy mũ 3. Uh, U mũ, quy mũ 2018 Vậy nó sẽ bằng 2 nhân với 3 mũ 2018 Chọn đáp án A à. Câu số 2 Câu số 2 có bị sai không? Câu số 2 em có bị sai không? Câu số 2 2D Cho hình lập phương Mình phải vẽ cái hình lập phương ra ABCDA.B.C. phẩy vẽ đề bài lẽ ra nên cho cho cái hình trước học sinh đã phải vẽ a b c d a phẩy b phẩy c phẩy d phẩy hình lập phương là hình lập phương là hình như nào em hình lập phương là là một cái hình nhật là hình hộp là hình hộp chữ nhật đúng không có tất cả các mặt là hình vuông là hình hộp chữ nhật có tất cả các mặt là hình vuông đây là a phẩy đây là b phẩy đây là c phẩy đây là d M là trung điểm của AB, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của BC, N là trung điểm của BC. Có thể chúng ta đổi BD cho nhau đi, cho nó đẹp. B đây, D đây. Giờ <laughs> dưới này là B phẩy D phẩy, B phẩy, đây là D phẩy. Em nhìn rõ bảng không? Em có. M là trung điểm của AB, N là trung điểm của BC, N là trung điểm của BC. CD phẩy, P là trung điểm của CD phẩy, CD phẩy trung điểm của CD phẩy C phẩy D phẩy C phẩy D phẩy C phẩy D phẩy đây ạ P đây Để bài yêu cầu là đi xác định góc giữa hai đường thẳng uh, MN và AP MN và AP <laughs> <laughs> ai trả kính nhỉ MN đây AP xác định góc giữa MN và AP ừ, câu khó đấy chứ đâu phải đơn giản đâu Đấy, đây là A phẩy. Xác định góc giữa MN và AP, đây A phải. MN AP. Thế thì kinh nhà 90 độ, 45 độ, 60 độ. Xác định góc giữa MN và AP. Thì chúng ta thấy là MN nó song song với D phẩy C phẩy. À, MN nó song song với D phẩy C phẩy. D phẩy C phẩy. Thế còn AP, AP thôi giữ nguyên đi, suy là góc góc giữa MN và AP, MN, AP, nó bằng góc giữa người ta thay bởi người ta thay MN bởi C phải D phải, D phải C phải với lại AP, D D C với AP, D phải C phải với AP thì nó sẽ liên quan đến cái góc APD phải, vậy chúng ta sẽ xét cái góc APD phải, APD phải nó có thể là góc này nếu góc này mà không tù và chắc là nó, nó là góc này đấy nó bằng góc apD phẩy à. apD phẩy là cái góc này này apD phẩy à, Ok thế để đi tính góc apD phẩy thì chúng ta chúng ta nối AD phẩy bằng với nhau phẩy bằng nhau, a, P, D', bằng nhau. À, do hình lập phương nên cái góc này bằng 9 độ à, do nó là hình lập phương nên là c phẩy D phẩy nó sẽ vuông góc với a, D phẩy a phẩy à, suy ra nó vuông góc với C' phải D' phải nó vuông góc với AD'. Cái này 9 độ. Tam giác AD'P là tam giác vuông tại D'. Đi tính cạnh này, à đi tính góc này. Thì chúng ta sẽ tính bằng cạnh thôi. Ờ, cạnh này hình lập phương này thầy gọi cạnh nó là 2a. Thì cạnh bên này là a, đoạn này là a, đoạn này là a. Đoạn này là 2a. AA' phải cũng là 2a. Thì ta tính được đường chéo AD'. phẩy Xét cái tam giác AP D'. Phải. Câu này đã khó thế, câu đầu đã khó thế Có D phải P thì bằng A rồi D phải P bằng A Còn AD D phải A tính ra ra Thì bằng căn bằng 2 2 đúng không 2 căn 2A Thế đặt nó là A mà Đoạn này là A thì Đoạn này là 2A 2A Bình phương lên 4, 4 cộng 4 là 8 A cân 8. 8 Thế thì là cái này là A căn 8 Cái này là A rồi thì tính được cái góc này, góc này chúng ta tính cái gì đây? Ờ, xác định góc giữa MN và AP, MN và AP, đúng đèn đấy ta. M là trung điểm cho hình lập phương này, M là trung điểm của AB. Ừ, chết rồi, đổi đổi điểm mất rồi. Ừ, thay đổi điểm B và D cho nhau thế thì nó sẽ khác rồi. thôi ừ, rồi không sao. À, chúng ta sửa đề một chút ở chỗ này câu này là thầy đang tính góc giữa MN và à, M là trung điểm của AD nhá. Bài này câu này đang chữa đó là M là trung điểm AD vừa rồi chúng ta đổi B và D cho nhau nhưng mà chúng ta lại không đổi điểm M, chưa đổi điểm M thì tính nốt cái góc này nhá. Thế Thì, thì uh, nếu là như thế này, uh, sửa đề ở đây là M là trung điểm của AD, trung điểm AD, điểm AD. Thế còn N là trung điểm của BC, N là trung điểm của BC vẫn giữ thế nhá, chỉ có M là trung điểm của AD thôi, tức là thầy thay thay chữ B này bởi chữ D. Rồi, được một bài mới gọi là câu 2, 2 phẩy đi. Sau sẽ chữa cái câu kia sau. Thế thì biết cái cạnh AD phẩy và cạnh D phẩy P thì chúng ta tính được tan góc này. À, tan góc P. Tan góc P thì bằng. Bởi vì vừa rồi mình để nó B và D đổi chỗ cho nhau nên là hơi bị lỗi một tí. Tan bằng đối trên kề. À, tan bằng đối trên kề. Thế là nó sẽ bằng 2 căn 2. Thế là ship tan sẽ ra góc P nhá Ship tan sẽ ra góc. Được chưa? Ta sẽ ra góc MN và AP màn AP đấy, ship đang thì nó sẽ ra góc xấp xỉ bao nhiêu độ đấy thế nhưng mà bây giờ M nó là trung điểm của AB cơ bây giờ chúng ta quay trở lại một câu đề, đề đúng của nó đề đúng này đề đúng rồi đề đúng <laughs> ok M bây giờ nó là Để trung điểm đáp án câu đáp án câu 2 là đáp án D em ơi. Yes em ra xe à thế thì mới phải chữa đây ừ, vừa nãy mình vẽ hình hơi nhầm một chút hơi nhầm một chút xíu thay sửa đèn này bây giờ m là trung điểm của ab đây m đây ạ à. m là trung điểm của ab n là trung điểm của bc n là trung điểm của bc n đây mn p là trung điểm của c phẩy d phẩy p đây b phải c phẩy tính góc giữa mn và ap MN đây ạ, à. lúc này MN đây, MN và AP, AP đây. Thế thì ở đây nếu đề đúng của nó thì MN nó sẽ song với, song với MN ở đây nó sẽ song song với AC nhá, MN song song với AC, thì xóa cái chỗ đề làm đề sai ra này. Ừ. Ừ. xóa cái này đi. Đấy. MN sẽ song song với AC, thế góc cần tìm nó sẽ bằng uh, câu này sẽ sáu độ, bài này câu này dễ. 60 độ thì là đáp án A. Ok. MN và AP. Đọc lại đề này. Cho hình um, lập phương này. M là trung điểm của AP. N là trung điểm BC. Uh, ok. P là trung điểm của. P là trung điểm của C phẩy D phẩy. Đúng không? Có phải C phẩy D phẩy không nhỉ? Đúng. C phẩy D phẩy mà. Uh, xác định góc giữa MN và AP. Rồi. <laughs> MN AP. Thấy thấy nó. Rồi thì ta thấy MN nó song song với AC nên chúng ta sẽ thay MN bởi cái cạnh AC được không em? MN song song AC đâu nhỉ mất tín hiệu à em ơi alo, ừ, alo chưa? À, 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 rồi rồi MN song song với AC này thế thì góc cần tìm nó chính là cái góc giữa AC và AP Đấy, góc cần tìm nó chính là góc giữa AC và AP AC AP góc giữa ACB có lẽ là chúng ta sẽ tính dựa vào các cạnh nhỉ? Được. Có phải dựa vào các cạnh không? Dựa các cạnh, xét cái tam giác APC, tam giác ACP có cạnh AC đi. Ừ. Chúng ta đặt cạnh của cái hình lập phương này là 2a nhá, 2a, 2e là ak8, ak8. Ờ, tiếp theo uh, CP, à, CP thì nó bằng là CP cạnh này là 2A cạnh này là A bằng A căn 5. A căn 5 tiếp kinh thế. AP vừa tính rồi đấy, đúng không? AP bằng bao nhiêu nhỉ? Đây không phải 2A, 2A là A phẩy cơ. À, cạnh AP vừa nãy tính bằng bao nhiêu em? cạnh AP tính được. Cạnh AP cũng tính được. Cạnh AP có nhiều cách tính. Để khó thế. Đó. AC là A căn 8. CP là A AK5 <laughs> góc cần tìm chúng ta liên quan đến cái góc này CAP ta tính AP nè à, Huy tính cho thầy AP nè AD phẩy nó bằng A AK8 rồi cộng thêm này nữa là A là 9 9 A bình là 3A phải 3A không AP là 3A nhá AP là 3A 3A rồi Thế chúng ta dính định lý hàm số cốt. À, cốt của góc E. Cốt của góc uh, CAP. Cốt của góc này thì bằng AC bình phương. AC bình cộng AP bình. Trừ đi CP bình. Chia cho hai lần AC nhân AP. AC AP. Bây giờ ta thay số vào thôi. AC bình. AC bình là 8A. 8A bình cộng với lại 9A bình trừ đi C bình 5A bình. Rồi tất cả chia cho hai lần. AC A căn 8, AP 3A. Thế là bao nhiêu đấy? 17 12 được à 2 à. Ok, 1 trên căn 2 em ơi. 1 trên căn 2 là góc uh, cốt này bằng 1 trên căn 2 thì góc này bằng 45 độ. Đáp án D mà. Xí ra là góc CAP bằng 45 độ. 45 độ. Đây là một cách thôi. Còn chúng ta có thể dùng vector nhá Để đi tính góc okay. giữa MN và AP chúng ta dùng vector. À. <laughs> chúng ta đưa về MN về AC này. Đấy, sau đó AC chúng ta sẽ phân tích qua những cái vector là đó ta tính vector AC theo các vector là AD AB. Đúng không? AC thì bằng vector AB cộng vector A D. Thế còn vector AP cũng thế. Tăng tính được. Vector AP thì chèn cái điểm D phẩy vào. Đấy, hoặc là chèn cả ơ, ừ. thôi hay là để AP cũng được hay là đưa về AD phẩy cũng được không sao AD phẩy cộng D phẩy P D phẩy B bằng 1 phần 2 vector AB đấy kiểu như thế sau dùng tích vô hướng của các vector là ra hiểu không đấy, ta đưa về các vector AB AA phẩy và AD tính nó theo những cái vector đó sau so nhân tung nó ra thầy sẽ làm theo cách đấy nhá không làm theo cái cách đặt này nhá đây là cách một nhá cách một đây là cách làm bình thường này Đấy, cách làm là dựa vào định lý hàm số cốt đưa góc cần tính về góc của một tam giác đi tính các cạnh của tam giác đó dùng định lý hàm số cốt cốt a bằng b bình cộng c bình trừ đi à, cốt a bằng b bình cộng c bình trừ đi a bình trên 2 bc có nhớ không ok nhá đáp án này chắc chắn là câu 2 đáp án d rồi thế nhưng bây giờ muốn chữa bằng cái cách là dùng vector đi dùng vector và chắc người ra đề này muốn là hướng là chúng ta phải đi tính bằng vector đấy 45 độ cả ok kinh nhỉ thấy góc đẹp đấy thầy xóa nhá đi làm vector thử xem sao này đi tính theo vector xem sao Nào bây giờ làm đề đúng nha đấy đây đúng đề rồi rồi <laughs> ờ, bây giờ ta sẽ đi tính vector này để đi tính góc giữa MN và AP đề bài yêu cầu đi tính góc giữa MN và AP. Chúng ta đi tính, ta xét góc giữa hai vector. Xét ừ. cốt góc giữa hai vector MN và AP. MN, AP. Đấy, cứ để cả AP đi, không sao cả. Cốt góc giữa hai vector MN và AP. Thì MN ta thay bằng vector AC được nhỉ em nhỉ? Bằng cốt giữa góc MN, à, MN ta thay bằng AC. AC và AP. Rồi. Ừ. AC và AP. AP, Đấy, nó bằng nhau bởi vì AC và MN nó cùng hướng ạ Thế thì uh, theo cái công thức tính cốt góc giữa vector thì bằng tích vô hướng trên tích các độ dài bằng vector AC nhân vector AP chia tích các độ dài chia độ dài của AC nhân AP được không em được. <laughs> Ôi rồi thế vẫn phải đi tính ACAP vẫn phải đi tính ACAP ạ Rồi để tính AC ra À, ta thôi ta, ta, đi tính cái ở trên tử này hơi khó trước tính vector AC và góc giữa vector AC AP AC thì chúng ta sẽ đưa về vector sau vector AC à, ta, 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 đặt đi người ta thường đặt em à đặt cái vector AB đặt AB bằng vector A tên của nó đấy vector AD bằng vector B được không được rồi. và vector AA phẩy bằng vector C đúng nhỉ? Đấy, các vectơ này vuông góc với nhau nhá, đôi một vuông góc với nhau nha em nha. Các vectơ này đôi một vuông góc với nhau nên là cứ tích đôi một thì nó bằng 0. Vectơ A nhân vectơ B bằng vectơ B nhân vectơ C bằng vectơ C nhân vectơ A bằng 0. Có nhớ không? Các vectơ vuông góc thì bằng 0 mà. Ok. Ừ, hai vectơ vuông góc thì tích vô hướng bằng 0 em mà Thế thì em nhớ luôn đi ừ. nhá hai vectơ vuông góc với nhau tích vô hướng bằng không này và hai nữa là độ dài những cái vectơ này độ dài vectơ a độ dài vectơ b bằng nhau độ dài vector a bằng độ dài vectơ b bằng độ dài vectơ c bằng độ dài cạnh của hình lập phương cạnh hình lập phương ta đã đặt bằng 2a này có hiểu không rồi đã đặt bằng 2a bây giờ chúng ta sẽ đi tính tích vô hướng của nó này ac nhân ap này muốn làm bằng vectơ bình thường thì vectơ cũng cũng có những bài ngắn mà vector AC thì ta thay bằng vector vector AC bằng AD cộng với lại AB cộng AD. Đấy. AB thì ta đặt nó là vector A rồi. AD ta đặt nó là vector B rồi. A phẩy ta đặt là vector C. Rồi. Thì cái vector AC nó sẽ bằng vector A cộng vector B. A cộng B. ở bình thường người ta làm thế. Thế rồi là vector AP. AP thì tính nào đây? <laughs> vector AP. AP. Vector AP thì có phải nó bằng vector AD phẩy phải... cộng D phẩy P. P, đúng rồi, D phẩy P. vector AD phẩy, phải... vector AD phẩy thì nó bằng vector vectơ vector AD phẩy thì nó bằng vector B cộng vector C đúng không em? Ừ. Đúng bằng vector B cộng vector C. Vector D phẩy P, D phẩy P, D phẩy P bằng vector AM bằng một nửa vector A nhỉ? Yeah có phải cộng một nửa vectơ không đúng rồi đúng rồi, không? Đấy, công nhận rồi nha 1 phần 2 vectơ thế bây giờ chúng ta nhân hai vectơ này vào thôi Đấy, từ đây sẽ suy ra là AC nhân vectơ AC nhân vectơ AP AC AP thì nó sẽ bằng vectơ A cộng vectơ B và nhân tung té nó ra là được nhân với 1 phần 2 vectơ A cộng vectơ B cộng vectơ C Ok hiểu không đến đây hiểu chứ Thế bây giờ nhân tung ra là ra 1 phần 2 vector A bình phương vector A bình phương thì bằng độ dài của nó bình phương Rồi Được chưa Rồi ừ, nhiều lắm rồi. rồi Tiếp theo cộng với vector B bình phương Độ dài vector B bình phương Rồi Cộng độ dài vector B bình phương này Rồi Thế thôi chắc là nó chỉ thế thôi Còn những cái vector kia nhân vào nhau bằng không hết em à Ví dụ vector A nhân vector B không A nhân C không B nhân A không, B nhân C không. Đúng không? Tích vô hướng bằng 0 hết mà. Rồi, ok. Thế thì nó sẽ bằng 1 phần 2 độ dài của vector này đều 2A cả. Là 4A bình. Cộng với độ dài vector B cũng là 4A bình luôn. Tổng cộng là 6A bình. Nhá. 6A bình phương. 6A bình phương đấy em ạ. À. Vậy chiếc tử này là 6A bình phương. 6A bình phương. Thế còn dưới mẫu này là sao? Đoạn AC chúng ta tính được. <laughs> AC nó chính mình AD phẩy vừa nãy tính đấy à, A căn 8 A căn 8 Thế còn AP chúng ta tính được 3A rồi 3A Ok Thế thì em chia có phải là ra 1 phần 2 không 6 chia 3 được 2 2 chia 2 hết Đó ra 1 trên căn 2 em à Đó Dùng vector làm đấy cũng rất là hay ừ. ừ. Đấy đấy là cái cách mà khi mà chúng ta chưa học về góc giữa hai đường thẳng thì chúng ta có thể làm như thế nhá yeah. yeah. có, có hiểu không yeah. à, Là, làm thế cũng được biểu diễn một cách tưởng một vector Câu 3 câu 2 xong cô 3 cho tam giác ABC có 3 góc tạo thành một cấp số cộng và có một góc nhỏ bằng 25 tìm hai góc còn lại <laughs> tìm hai góc còn lại câu hai này xong này Tìm hai góc còn lại. Em nhìn qua ấy nó có bị lé sáng không? Nó có bị sáng quá không? Nhìn bảng được không? Điều. Chữ viết thì là rõ đúng không? Ừ. Nó có một cái phần mềm mà thầy lôi nó mãi mà nó chưa ra được. <laughs> ok. Driver của cái cái cam cô <laughs> ba cô ba em làm đúng không cô ba... ba đáp án d ờ, cho tam giác abc chắc là những cái câu khó người ta cho lên đầu cho tam giác abc có ba góc lập thành một cấp số cộng à, gọi ba góc của tam giác abc đó là uh, ở cấp số cộng là a a cộng d a cộng hai d được không gọi các góc là như được. thế yeah. hoặc là a trừ d a a cộng d cũng được uh là thành cốc số cộng ừ, thế hay là gọi a trừ d đi nhỉ gọi a trừ d hay hơn gọi là một cái thứ nhất là a trừ d cái thứ hai là a cái thứ ba là a cộng d thôi gọi ba cái góc này là như thế này nữa a ở đây nó nhỏ <laughs> a ở đây nó lớn hơn d các góc thì nó phải dương à, và nó nhỏ hơn 180 độ nha rồi kệ nó đi tổng ba góc là 180 độ biết ba góc lập thành một cấp số cộng đây 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 cấp số cộng đây thế thì um, tổng ba góc thì là 180 độ nhỉ ta cộng hết ba góc này lại thì là được 3a 3a sẽ bằng 180 độ đúng không 180 độ vậy a sẽ bằng 60 độ a 60 độ rồi, ok một góc là 60 độ còn các góc kia thì một cái là a cộng d một cái là a d tìm hai góc còn lại rồi biết ba góc lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 25 độ à, có một góc bằng 25 độ cái góc nhỏ này sẽ bằng 25 độ này đúng không góc A là góc ở giữa mà Đấy. A trừ D sẽ bằng 25 ạ ta có A trừ D sẽ phải bằng 25 độ 25 độ A thì mà 60 rồi vậy sẽ suy ra là D sẽ bằng 60 trừ đi 25 mà A trừ D 60 trừ 25 là 35 35 độ D là 35 độ Đấy. vậy các góc đó sẽ là 25 độ bao nhiêu độ nữa nhỉ 25 độ, 60 độ. Và còn nữa là 95 độ à? Ờ, đúng rồi. 95 độ. Hai góc còn lại là 25 độ và 95 độ. 25 độ và 95 độ. Câu 3, thế làm sao mà có nhỉ? Tìm hai góc còn lại. À, người ta hỏi hai góc còn lại cơ. Người ta cho góc sống 25 độ rồi. Vậy kết quả là... 60 độ, 95 độ. Cách của em là gì? Đáp án D. Ừ. Cái cách của ừ. Rồi, tức là em Rồi. Tức là cách của cách của Huy là cái Huy làm trách nhiệm. À, bạn dựa vào những cái góc những cái đáp án đề bài cho sẵn và làm cũng có loại trừ đúng không và lấy cái đáp án cuối đúng. cùng là làm án D còn đây là thầy làm cách là cộng trừ nhân chia tính toán đúng không Đấy có một góc bằng 25 độ. Chứng tỏ là góc 25 độ này nó sẽ là góc nhỏ nhất đây. Nếu ở giữa 60 độ rồi, 25 độ là sẽ là góc nhỏ nhất. Đó. Cách của em là làm trắc nghiệm, em thử đáp số đúng không? Lựa chọn. Rồi câu 3 là D, à, câu 4. Câu 4 cho dãy số UN. Rồi, cho dãy số UN à, với UN bằng -1 mũ n. UN bằng -1 mũ n 1 tất cả trên n cộng 1 khẳng định nào sau đây sai người ta hỏi khẳng định sai nhá cẩn thận nha số hạng thứ 9 của dãy là 1 phần 10 số hạng thứ 9 là u9 lắp nó vào thôi à, u9 thì thay n bằng 9 vào ừ. Ừ. câu 4 này là đáp án là c cơ ừ. chắc là u9 đúng bằng 1 phần 10 rồi dãy số này bị chặn tại sao b lại đúng nhỉ dãy này bị chặn bởi vì sao à, bởi vì sao cái này un này để giải thích b đúng ab à bị b đúng ấy, mà không chọn b để hỏi yêu cầu là tìm đáp án sai thì chúng ta thấy trừ một trừ một mũ n trừ một nó luôn bé bằng một do đó cả cái này luôn un luôn bé bằng một trên n một trên n cộng một mà n cộng một thì luôn lớn hơn bằng hai do đó một trên n cộng một luôn bé bằng một phần hai tức là nó bị chặn hoặc là bé hơn một cũng được à, dãy này là dãy bị chặn nó bị chặn cả giữa đây là bị chặn trên này bị chặn dưới bởi số không ạ à. lớn không trừ một mũ n trừ một à cũng chưa biết lớn không hay không nhưng mà tại sao đáp án B lại đúng nhỉ tại sao đáp án B lại đúng nó bị chặn trên rồi nhưng mà nó chưa bị chặn dưới <laughs> không bài này thì chọn đáp án C bởi vì người ta hỏi đáp án sai chọn khẳng định sai thì ta phải chọn C thì bây giờ ta phải giải thích tại sao A và B và D nó lại là đúng. ta Nên nên ta loại. A với D thì tính là đúng rồi à, A với D thì đúng rồi nhưng còn B đây này. Câu D thì là số hạng thứ 10 của dãy là âm 1 phần 11. Thì chắc là thay n 10 vào nó ra âm 1 phần 11 thôi. Thế còn câu B thì tại sao dãy này lại bị chặn. À, tại sao lại loại B. À, nó bị chặn trên rồi nhưng mà bây giờ... Ừ, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nó trận dưới UN làm dãy số giảm Thế thì chúng ta cứ tính 1, 2 U là xong đúng không? Thế còn xét đến đáp án C Thì chúng ta thấy là tại sao uh, Giảm à U Vừa rồi là U9 bằng gì? U9 bằng 1 phần 10 đúng không? U9 bằng 1 phần 10 Thế thì U10 này bằng âm 1 phần 11 Thì khả năng nó giảm cao đấy Tại sao này mình bị loại nhỉ? Để xét xem một dãy là tăng hay giảm hay không ấy nó tăng hay giảm hay không thì khi làm trách nghiệm thì chúng ta có thể dự đoán được chứ chúng ta không cần chưa cần thiết phải chứng minh tổng quát tức là chúng ta có thể tính u1 u2 u3 ra u1 thì nó bằng đúng không nó 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 không thể giảm được em ạ tại vì lúc nó âm lúc nó dương ấy u1 thì nó là cái gì mũ không ra một nha bằng 1 trên 2 u2 u2 thì nó bằng đấy mũ 1 là trừ 1 phần 3 vậy nó lớn hơn rồi nhá Thế đến U4, U4 nó lại nhỏ hơn, nó nó lại nhỏ hơn U3 đúng không? U3 thì bằng uh, nó lại chẵn mà, 1/4. À U3 1/4. 3 thay vào là 2 mũ chẵn rồi. Đấy 1/4. Thế là lúc nó tăng, lúc nó giảm, từ đây đến đây giảm, từ đây đến đây lại tăng. Thế nên đáp án này là đáp án sai, ta phải chọn C rồi. Để hỏi đáp án sai mà. Hiểu chưa? Ừ, nhưng mà bây giờ muốn hiểu sâu hơn, rộng hơn là tại sao ta lại loại đáp án B. Đáp án B tại sao UN lại bị chặn. Đấy, hoặc là đề nó bảo là xét tính bị chặn của cái dãy này của, của cái un này chúng ta thấy nó bị chặn bởi 1 phần hai này hay là chặn bởi một cũng được Đấy, mẫu lớn hơn một mẫu lớn hơn tử do đó cái này nhỏ hơn nhỏ hơn hẳn một nhỏ hẳn một bị chặn bởi số 1 thế còn thế còn tại sao nó lại bị chặn dưới nữa nhỉ để chứng minh dãy này bị chặn dưới <laughs> chứng minh un bị chặn dưới UN của chúng ta đây chứng minh nó chặn bị chặn dưới bị chặn dưới bị chặn dưới bị chặn dưới ừ. rồi đúng nó bị chặn dưới em à bởi vì cái trừ một mũ n cộng n trừ một đấy em nó luôn bé hơn bằng một và nó lớn hơn bằng trừ một nghe hiểu không rồi do đó là khi mà nó chia cho n cộng một thì nó bé hơn bằng một trên n cộng một và lớn hơn hoặc bằng trừ 1 trên n cộng 1. Cái này thì nó nhỏ hơn 1 rồi. Bởi vì mẫu lớn hơn 1, n thuộc n sao. Thế con này lớn hơn mấy? Cái này lớn hơn bao nhiêu đây? Cái này có lớn hơn trừ 1 không? Nó lớn hơn 1 mũ, à trừ 1 trên 1. Trừ 1 trên 1. Có lớn hơn trừ 1 trên 1 không nhỉ? Ta kiểm tra lại xem nào để kiểm tra xem nó có lớn hơn không thì chúng ta đưa dấu nhỏ đưa dấu trừ bỏ ra xem là có lớn hơn không ờ, nó có lớn hơn không phụ thuộc vào n cộng một có lớn hơn không có đúng không có chính xác không nhỉ có có đúng n cộng một nó lớn hơn một mà vậy cái này là dấu trừ thì nó lớn hơn trừ một trên một chính xác nó bị chặn bởi từ trừ một đến một ừ, ok ờ, hay là ta chứng minh đơn giản hơn đó là trị tuyệt đối của UN đi trị tối đối của UN thì có phải bằng 1 trên n cộng 1 không em? Trị tối đối của UN bằng 1 trên n cộng 1 thì nó luôn nhỏ hơn 1 ạ. À? Luôn nhỏ hơn 1. Thế trị tối đối của UN nhỏ hơn 1 thì UN sẽ lớn hơn -1 và nhỏ hơn 1. Ok, cũng được, không sao. Thì uh, sẽ chữa cái câu 5 này nhá em nhá. Thì câu 5 này tại sao lại nó bằng 1? À, uh, người ta sẽ giải bằng cái phương pháp chúng ta sẽ giải bằng phương pháp chặn phương pháp chặn em ạ à. phương pháp chặn Ok thế này. Ờ, cái phương pháp chặn này, thầy giải công 5 này, phương pháp phương pháp chặn. Nội dung nó thế này em. Nếu mà UN UN mà bé hơn hoặc bằng VN lớn hơn bằng HN. À, lớn bằng HN. Lớn bằng HN. Được chưa? UN là cái dãy ở giữa nhá. Thế mà lim hai thằng ở bên đầu ấy, lim của HN nó bằng a. Lim của VN cũng bằng a. Nó bị kẹp ở hai thằng có lim bằng a. Nghe hiểu không? Đấy phương pháp gọi là phương pháp uh, gọi là phương pháp chặn hay là kẹp cũng được. giới à, hạn kẹp. Thế thì sẽ suy ra được là lim của VN bằng a. Lim của UN cũng bằng a, xin lỗi. Được chưa? Làm bằng phương pháp đánh giá Thế này có hiểu không? Rồi Thế thì cái giới hạn này được tính như sau Được làm như sau Giải như sau Chúng ta có này 3 chia cho Căn của 9N bình Cộng 1 Thì nó luôn Lớn hơn 3 trên Căn Thì mẫu phải nhỏ đúng không em? lớn hơn uh, ok thì chị chín n đi nhỉ ba trên căn chín n đi chín n ta dùng chín n bình đi có phải không không phải từ bằng nhau không 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 mẫu phải lớn hơn chứ mẫu phải lớn hơn mẫu phải lớn hơn mẫu phải lớn hơn mẫu phải lớn hơn chín <laughs> n bình cộng chín À 9 là bình cộng n đi Công nhận không? Nào công nhận thế này không? Đúng không? Mẫu càng lớn thì phân số càng nhỏ nhé Và nó cũng bé hơn hoặc bằng 3 trên đúng không? Căn 9n cộng 1 9n bình cộng 1 thầy, Lẽ ra là dùng dấu bằng Nhưng mà thầy đã dùng nhỏ hơn là bằng có đúng không? cũng đúng em ạ. À. Thế, ừ. ừ, thế rồi 3 trên n 3 trên căn 9n bình cộng 9n bình cộng 2 cũng thế. 3 trên căn 9n bình cộng 2 cũng vậy. 9n bình cộng 2 thì nó luôn nhỏ hơn hoặc bằng 9n bình cộng n và nó luôn lớn hơn 9n bình cộng 1. 9n bình cộng 2 có lớn hơn 9n bình cộng 1 không? Alo? Ừ, nghe Ừ. Ừ. Rồi, 9n bình cộng 2 lớn hơn 9n bình cộng 1 nhá. Vậy thầy viết thế này có đúng không? Đúng không nhỉ? Vân 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 vân. Tất cả đều thế. 3 trên 9 căn của 9n bình cộng n cũng thế. Nó sẽ nhỏ hơn bằng 3 trên căn 9n bình cộng 1. Do 9n bình cộng n nó luôn lớn hơn bằng 9n bình cộng 1. Thế là chúng ta tính tổng nó vào, cộng hết nó lại đúng không? Cộng tổng hết tuốt tuột, tuột nó lại. Nó sẽ lớn hơn hoặc bằng Đấy, mỗi càng đều lớn hơn, thằng này lớn hơn, thằng này lớn hơn, thằng này lớn hơn. Thế có phải là n lần thằng này không? N lần của 3 trên căn 9n bình cộng n. Thằng nào cũng lớn hơn mà, thằng này lớn hơn, thằng này lớn hơn có n thằng. Thằng nào cũng lớn hơn thằng này. Thế có phải nhân n lên không nhỉ? Tổng tất cả lại và cộng tất cả lại thì nó thế và nó bé hơn bằng n lần của 3 trên căn 9n bình cộng với 1. Ok nhá. Yeah. Tức là S nó sẽ lớn hơn bằng 3n bình chia cho căn của 9N bình, n. 9n bình cộng n. Và bé thua bằng 3n trên căn của 9n bình cộng n1. Thế mà lim thằng này bằng lim thằng này bằng Lim thằng này bằng 1. Lim này có phải bằng 1, lim này cũng bằng 1 không nhỉ? Nên là kẹp giữa chúng ta sẽ suy ra lim thằng này cũng bằng 1. Lim thằng này một 1 bằng cách là chia cả tử mẫu cho n bình nhé. <laughs> nhá em nhá. Ừ. Chốt lại bây giờ đọc đáp số rất là nhanh đó là gì? Lim một cái tổng kiểu như thế này, có n n số hạng này, n n cộng 1 số hạng, vô số số hạng này. Đấy, vô số số hạng như thế này. Thế thì nó luôn bằng thế này. này nó bằng lim ngay cái đầu luôn à xin, đưa, xin lỗi nó bằng uh, nó bằng gì nhỉ nó bằng cái hệ số đầu này chia hệ số đầu này luôn này bằng 3 trên căn 9 này căn 9 có phải bằng 3 không em ok nhá hệ số đầu. Thế, cho... à, thế tổng quát thế này là nó bằng luôn đây là k giả sử đây là k k k ở đây không? đó, lim cái này tổng quát nhá lim của uhm, Gì đây một số k nào đó rồi trên căn của uh, bao nhiêu đó n bình, uh, mấy n bình cũng được, Đúng, gọi là cái gì đấy, uh, bao nhiêu đó n bình p n bình đi, p n bình được không? cộng đến một, đấy, rồi cộng chấm 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 cộng đến k lần căn của uh, p n bình đấy, cộng đến n, thì cái lim này luôn bằng gì? À, luôn bằng k trên căn p nhá được không? k trên căn p mình nhìn cái dạng này ấy mà thì mình nhìn lựa đọc luôn chứ mình không chứng minh lại cái này nữa em rõ chưa rồi k trên căn p k ở đây lớn hơn không p lớn không nhá k lớn không p lớn không k p lớn hơn không đấy đọc luôn kết quả nó bằng k trên căn p chứ không phải là bằng không 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 tại sao tất cả giới hạn này bằng không mà cộng vào lại không bằng không bởi vì nó tất cả bằng không mà có vô cùng cái vô không cộng vào với nhau tức là nó sẽ bằng không cỡ nhân vô cùng nó là vô định đây là một cái dạng vô định Đúng không? mỗi giới hạn này đều bằng không mà cộng vào nó lại không bằng không nó chỉ hữu hạn ví dụ như là ba số hạng thôi hoặc 10 số hạng 9 số hạng cộng vào thì không cộng không cộng không ừ nó ra không nhưng mà đây vô số số hạng n số hạng coi như là n ở uh, vô cùng nhân không đây là dạng vô định ừ. Đấy, thầy đã chữa chi tiết cái câu năm Câu 6 thì chúng ta nhân liên hợp thôi. Câu 6 nhân liên hợp. Đấy, câu 5 xong. Rồi, bài này mà chưa gặp ở nhà thì vào phòng thi khó. Để đánh đố. Thậm chí phương pháp có được học đâu. Đúng không? Phương pháp có được học không? Mỗi kẹp giữa số 0 như gì? Mỗi có một cái định lý là kẹp giữa số 0 đúng không? Chỉ tối un nhỏ vn Lim của vn bằng 0 như gì? Thì lim un bằng 0 đúng không? Đây là tổng quát lên của nó nhá từ cái câu 6 này Câu 6 chúng ta Nhân liên hợp đó Đây là lim căn của n bình Trừ 1 N bình trừ 1 trừ đi căn của 3 n bình Cộng 2 Nếu giải bình thường Chúng ta sẽ nhân liên hợp này liên hợp nó sẽ bằng lim của Đấy, đừng bỏ lim nhé ừ. cái này trừ cái này Đó, nó sẽ là n bình trừ đi một trừ đi ba n bình trừ hai nhớ đổi dấu rồi tất cả trên căn cộng căn căn cộng căn nó sẽ bằng lim của âm hai n bình âm hai n bình trừ đi ba rồi tất cả trên căn cộng căn chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho chia cả tử mẫu cho n bình hay chia cả tử mẫu cho n thôi Đó, chia cả tử mẫu cho n thì nó sẽ bằng lim của hay là đưa n ra ngoài to nhất ra ngoài đi. n bình trừ đi 2 trừ đi 3 trên n bình. Đó. Tất cả chia cho mẫu này chúng ta đưa n bình ra ngoài là còn căn căn n bình bằng n. Bên trong là căn của 1 à, trừ 1 trên n bình phương cộng với căn của 3 cộng 2 trên n bình. 3 trên n bình. Rồi ok sau đó chị chia tiêu một cái n đi đó. tính lim tử ra lim tử bằng âm vô cùng lim tử bằng âm vô cùng còn lim mẫu lim mẫu thì nó bằng một cộng với lại căn 3 một cộng căn 3 một cộng căn 3 là một cái giá trị dương đó. trừ vô cùng mà chia dương thì nó sẽ bằng âm vô cùng âm vô cùng đấy là chúng ta làm tự luận còn làm trắc nghiệm mà làm thế thì có mai hết giờ nhỉ trắc nghiệm thì ghi nhớ cho thầy luôn cái này nhá ghi nhớ luôn nhá ờ uh, lim của uh, cái bậc hai căn uh, căn a n bình phương cộng ba la ba, la ba la, rồi trừ căn rồi b n bình phương uh, b n bình phương cộng ba la ba, la ba la, rồi ok nếu a lớn hơn b a lớn hơn b lớn hơn không tất nhiên ab ở đây lớn hơn không rồi ab ở đây lớn hơn hoặc bằng không AB ở đây lớn bằng 0 nhá AB lớn bằng 0 mà không được <laughs> Nếu A lớn hơn B Nếu A mà lớn hơn B Thì cái lim này nó sẽ ra cộng vô cùng Không phải nghĩ Nếu A nhỏ hơn B nhé, Thì cái lim này nó sẽ ra Âm vô cùng Được chưa Vậy nếu cái lim này là một cái hàng số Là một cái hàng số Thì A phải bằng B Rõ chưa Nếu lim bằng hằng số một cái hằng số một cái hằng số c không đổi thì đó, a buộc phải bằng b còn không thì nó ra vô cùng thì đây là kết quả phải ghi nhớ nhé ghi nhớ làm trắc nghiệm cho nó nhanh đó. kết quả phải ghi nhớ đấy câu 6 này chúng ta chọn gì âm vô cực chúng ta chọn b 6 đáp án b đó, đáp án b Chúng ta đến với cái câu số 7. Biết bốn số hạng lập thành theo thứ tự lập thành một cái cấp số cộng, tính giá trị của biểu thức này. Câu số 7. Bốn số hạng, số hạng thứ nhất là 5, số hạng thứ hai là x, số hạng thứ ba là 15, số hạng thứ tư là y. Bốn số này lập thành một cái cấp số cộng, theo thứ tự này lập thành một cấp số cộng. Đấy, tính giá trị biểu thức là 3x cộng 2y, tức là đi tính là x và y đấy. đấy. Tính x và y. <laughs> theo này lập thành cấp số cộng thì ba số hạng đầu lập thành cấp số cộng thì số hạng thứ nhất cộng số hạng thứ ba sẽ bằng hai lần số hạng ở giữa tức là chúng ta có 2x bằng 5 cộng 15 5 cộng 15 thế bằng 20 vậy là ta ra x x bằng 10 Đó. thế vậy là 5 10 15 thế thì y sẽ bằng 20 dễ thấy y bằng 20 đúng không d bằng 5 20 x cộng ấy, 3x cộng 2y 3x là 30 2y là 40, tổng là 70. Chúng ta chọn đáp án C. 7 chúng ta chọn C. Đấy. Câu 8 thì em có làm đúng không? Rồi, đề giải thế. Này bắt học sinh làm 60 phút. Ừ. Câu 8. Cho chop SABCD có 90 độ. Alpha là góc giữa SABC, tính cốt alpha hình cũng không cho sẵn luôn ok Nào. câu 8 nó quá là dài một số câu thì lại khó nó không có hiểu cơ bản lắm câu số 8 cho chóp ABCD có SABCD D, 8 nha. SABC có SA bằng SB bằng SC bằng góc uh, 60 độ, có một góc 90 độ. Góc giữa SA tính SA và BC, ok, vẽ chót nó ra. Tính SA và BC, SA, BC, vẽ chót ra đây. À. Tính góc giữa SA và BC. Biết rằng SA là a. SB 2a. SC 3a. Góc ASB 60 độ. 60 bằng góc BSC. BSC cũng 60. BSC 60, góc CSA 90. CSA 90. Thì dễ tính được AC là 2a. A bình cộng xin lỗi nhầm, a bình cộng với 3a bình, a căn 10 chứ nhỉ? AC là A căn 10 nhưng mà tính ra không biết để làm gì. Rồi. À, tính góc giữa thằng SA và thằng BC. Tiếp đấy chứ. Nào. <laughs> ờ nhưng mà đề buồn cười nhỉ. Từ từ xem nào. Ok, cái này 60 độ, cái này 60 độ. Góc này cũng 60 độ. Tính cốt alpha, alpha là góc giữa SA và BC. SA BC bài này câu tám này thì một là lội <laughs> hai là chúng ta phải dùng đến có lẽ dùng vector là hay nhất em ạ à. dùng vector là hay nhất ừ. em vẫn ra được à em tính thế nào đấy ờ thế nhưng mà em dựng thế nào em làm thế nào để nó sẽ a câu tám à ừ. cũng kinh đấy câu tám e p thế làm gì có điểm M đây nhỉ? Câu 8 em nhầm à? Tính SA và BC, tính góc giữa SA BC. Rồi, đọc lại đề câu 8 đi. Câu này dùng vector là hay nhất. Nhầm mà. Ừ ừ. Thế nhưng mà bài này chả liên quan gì thì chop ABCD cả. Thế cũng chả cần vẽ điểm D ra nhá. <laughs> ABC. Nó liên quan đến điểm D à? Thầy không nhìn thấy nó liên quan đến đề Chắc là người ta gõ thừa cái D đấy Nhá A, B, C, Ơ ừ, thích D thì nó cho D vào đây Nhưng mà thầy nó liên quan gì đâu Nhá, vậy đề này nó thừa cái D Ừ Thế nhưng mà à, Nó có D thì là nó gợi ý để mình làm đúng không Tại vì uh, B, C nó song song AD đúng không B, uh, BC song song AD, người ta thay BC bởi AD. D rồi. Thế còn cái SD này cũng có tính được đâu. Không tính được. Và điểm D nó thừa. Nếu mà mình cần dùng thì mình sẽ phải tự vẽ ra. Nên cho thế. Rồi. Cho D thì ta cho là vào BC. Rồi mấy cái kia có tính được đâu. Bài này điểm D thừa. Rồi chúng ta sẽ làm như thế này em ơi. Ờ, thầy sẽ đặt vector SA. Nó là vector A. Vector SB nó là vector B vector b mới lại vector a mới lại giá trị a nó khác nhau đấy nhá đây chỉ là tên gọi thôi vector sc nó là vector c đấy đặt là a b c được chưa thế thì a b c thì chúng ta nhớ là thế này góc giữa vector a và vector b à, đây là a vector a đây là vector b và đây là vector c vector c góc giữa vector a và vector b thì là 60 độ 60 độ em không dùng vector thì em đã làm thế nào đấy À, định em số cốt à? thế là em em tính các góc nó ra à? Ừ. thế nhưng b, bây giờ, ok, bài này thì thầy thấy là dùng vector nhanh hơn đấy, vector sẽ nhanh hơn chắc chắn luôn. À, đây thầy uh, uh, đang trình bày phần uh, làm bằng vector này, đến đây em hiểu không? độ dài vector a, độ dài vector a bằng A độ dài vector b là bằng hai a độ dài vector C các vector hay á bằng 3A. Rồi, thầy sẽ đi tính góc. Bài này mà cho vào trong cái đề thi đại học thì nó là cái câu lấy điểm 9 rồi. <laughs> góc giữa SA và BC. Góc giữa SA và BC thì thầy sẽ đi biểu thị cái vector BC nhá. Góc giữa SA và BC chúng ta đi tính cốt nó. Cốt BC. sẽ bằng tích vô hướng SA nhân với BC chia tích các độ dài, chia cho SA nhân BC, rồi SA ở ờ, BC thì tính được thôi em ạ, à. BC tính được định lý hàm số cốt tính giúp chúng ta tính được BC. Ờ, đi tính từ trước nhá, SA, vector SA, OK, SA kia rồi là bằng vector A rồi, vector BC, trên điểm S vào bằng SC trừ đi SB, bằng vector C trừ vector B. Ở tích vô hướng nó ra SA nhân BC sẽ bằng Quy còn nghe được không đấy ừ, SA nhân BC bằng vectơ A nhân với lại vectơ C trừ B đó bằng vectơ A nhân vectơ C trừ vectơ A nhân vectơ B A nhân C thì bằng độ dài của vectơ A nhân độ dài vectơ C nhân cốt góc giữa hai vectơ này Ui, hay thế AC ở vector a nhân vector b cũng thế độ dài của a nhân độ dài của b nhân với lại cốt góc dãy vector ab đó bằng độ dài vector a là a độ dài vector c 3 a cốt góc giữa a và c a và c 90 độ cốt 90 độ là không <laughs> rồi 90 độ không độ dài vector a là a độ dài vector b 2 a cốt góc giữa a và b cốt 60 độ 1 phần 2 ạ À, vậy tích này nó sẽ bằng âm A bình. Tử là âm A bình rồi. Rồi SA thì bằng A rồi. Đoạn SA để bài cho bằng A. Còn mỗi cái đoạn BC thôi. Đoạn BC thì bằng gì? BC bằng BC bình thì bằng SB bình. nó SB bình nó là 4A bình. Cộng SC bình 9A bình. Trừ đi hai lần. SB nhân SC nhân cốt S SB nhân SC 6 a bình nhân cốt của 60 độ nhân 1/2. Thế là nó ra là 6a bình. 9 là 3 là a căn 7, BC bằng a căn 7. A căn 7. Ui ừ, nó có cả căn 7 này. BC căn 3 a căn 7. Lắp số vào này. EA nhân BC thì bằng âm a bình. Rồi tất cả chia cho. Nếu có một kết quả âm ờ nó có tận hai kết quả âm liền. Chia cho SA là a nhân với a căn 7. Vậy cốt này là âm 1 chia căn 7 ạ. Âm 1 trên căn 7. Đáp án B. Câu 8 này đáp án B. Thế sao này câu 8 là đáp án A nhỉ? <laughs> rồi đúng rồi đấy. Cốt này bằng âm 1 trên căn 7. Chết. Thầy làm cũng không cẩn thận nữa cũng sẽ sai âm 1 trên căn 7 đây là góc giữa hai vector. Góc giữa hai vector chưa chắc đã là góc giữa hai đường thẳng. Em nghe hiểu không? Góc giữa đường thẳng SA và BC. Đó. Góc giữa hai đường thẳng SA và BC. Nó cốt của nó bằng trị tuyệt đối cốt góc giữa hai vector em ạ. SA BC nhá. Tức là sau khi tính ra góc giữa hai vector chúng ta phải đi tính trị tuyệt đối của nó. Thì nó ra 1 trên căn 7. Đáp số là ừ, nếu tỉnh táo thì ta chọn luôn A nhỉ bạn A câu 8 e đấy là câu dùng vector để tính, góc nó quá là dài và rườm rà nó không phù hợp gì cho không phù hợp lắm cho chất nghiệm chất nghiệm có lẽ nó nó là những cái câu mà vận dụng cao ấy. câu này giết thời gian mất thời gian rồi chứ còn chất nghiệm thế này mà 50 câu thế này nó làm nó mà chết nó, nó, nó dài đúng không rồi ok ra ta sang câu 9. Câu 9 em chọn gì? Câu 9 là d À, 9A, 10D em ạ. 9A, 10D. Câu 9 cho dãy số tìm B để nó lập thành một cấp số nhân. Điều kiện cần và đủ để ba à, điều kiện để ba số ABC lập thành một cấp số nhân là gì? Theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân là gì nhỉ? Điều kiện để ABC lập thành cấp số nhân. Theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân là gì? alo trả lời thầy chưa nghe được câu trả lời alo ê, ê, điều kiện để ba số abc lập thành cấp số nhân là gì câu 9 nhá đấy điều kiện để trừ một trên căn hai căn B căn 2 lập thành một cấp số nhân. Đề bài yêu cầu là đi tìm B cấp số nhân. Dãy cho dãy số này chọn B để dãy số đã cho lập thành một cấp số nhân, tức là dãy này làm cấp số nhân. Thế điều kiện để dãy này lập thành cấp số nhân, ba số A B C lập thành cấp số nhân. Cấp số cộng thì là A cộng C bằng 2B. Cấp số nhân là A nhân C. A nhân C phải bằng B bình các bạn a nhân c phải bằng b nhân b tức bằng b bình b bình phương vậy đây là cấp số nhân thì chúng ta sẽ có là đúng không? thằng này nhân thằng này thì bằng cái này bình phương trừ một trên căn 2 nhân với căn 2 nó phải bằng căn b tất cả bình căn b tất cả bình ở đây phải có điều kiện b phải lớn bằng không rồi nó không thể được nó không thể tồn tại a được bởi vì bên này âm bên này lớn bằng không rồi vậy câu 9 chúng ta chọn a 9A không tồn tại b bởi vì một bên âm một bên dương và em nhớ đây. Nhớ kiến thức về cấp số nhân này. Đó. Chín xong. Đã sang câu 10. câu mười à, cái này thì chúng ta chia cả từ mẫu cho bậc uh, a mũ n với uh, a là cái hệ số to nhất thôi lim của ba x hai mũ n trừ đi ba mũ n rồi tất cả chia cho hai mũ n cộng một cộng với 3 mũ n cộng một chia cả tử mẫu cho ba mũ n thì nó sẽ bằng lim của ba nhân hai phần ba mũ n trừ đi một tất cả chia cho đây 2 mũ n cộng 1 thì bằng 2 nhân 2 mũ n chia 3 mũ n bằng 2 phần 3 tất cả mũ n. Cộng mới 3 x 3 mũ n bằng 3 thôi. 2 phần 3 có trị đối nhỏ hơn 1. Lim 2 phần 3 mũ n bằng 0. Và trên tử này nó sẽ bằng là trừ 1 dưới mẫu này nó là 3. Đáp số là D. <laughs> 10 D. 11 em chọn gì em? 11B à? Thì chữa 11 xem là đúng B không nhé? 11 cho một cái cấp số cộng UN. À, cấp số cộng này. Có U1 rồi. U1 bằng trừ 0.1. Công sai là D. D bằng 1. Khẳng định nào sau đây đúng? Khẳng định E. Số hạng thứ 6 của cấp số cộng là 0.5. Tính vào thôi. Tính U6 thôi. À, với cấp số cộng thì chúng ta nhớ rằng là UN nó sẽ bằng là U1 cộng với N 1D. N 1 nhân D. Thế U6 thì nó sẽ bằng U1 cộng với lại 5D. Thì thay vào thì chắc là nó sai. Câu B, số hạng thứ tư của cấp số cộng thì cũng tính U4 thôi. Số hạng thứ bảy cấp số cộng cũng tính là uh, U7 thôi. Số hạng uh, cấp số cộng này không có hai số 0.5 và 0.6. Ấy chà. <laughs> 0.5 và 0.6 nó là số hạng thứ mấy? 0.5 và 0.6 nó nó không là số hạng nào. Ừ công bội nó là a à, công sai nó là một không phải năm mà không phải sáu à không năm và không phải sáu một có lẽ là chúng ta sẽ tính vài u ra nhỉ tại vì không phải năm không sáu nó rất gần với không phải một mà d ở đây tận bằng một luôn đúng không vậy ta tính u một này u một là trừ không phải một u hai cộng với một nữa có phải không phải chín không đúng nhỉ u ba cộng thêm một nữa đây là 1,9 mất rồi. D bằng 1 cơ mà. Đó, 2,9 thế không thể là có gì nhỉ? 0,5, 0,6 được. Từ trừ 0,1 đến 0,5 luôn. À, 0,9 luôn. Làm sao có 0,5, 0,6 được. Dù sao cũng, cũng là một câu khá mất thời gian. Câu 10 ta chọn đáp án D. <laughs> thế có một cái cái làm khác nữa đó là cứ cho UN bằng 0,5 đi rồi. Lại UN bằng 0,6 đi. Thế giải ra nó chẳng có N nào. Thế tính dò xong thì cũng mệt lắm. Câu cũng đánh đố. Câu 12. Tính giới hạn của. Đấy, câu 12. Tính giới hạn của lim. Căn n cộng 1. Trừ 4. Chia cho. Căn n cộng 1. Cộng n. N cộng 1 cộng n. Với cái lim này thì chúng ta sẽ. Chia cả từ mẫu cho n. Chia cả từ mẫu cho n. À, chúng ta hiểu là bậc của tử nó bé hơn bậc mẫu mẫu là bậc 1, tử là bậc 1 phần 2 lim này có thể khẳng định luôn nó bằng không ta chọn đáp án d bậc ở, ở đây chúng ta hiểu trong nháy nó ở đây là bậc 1 phần hai dưới mẫu này là bậc một lim một cái hàm phân thức như này à, xin lỗi một cái hàm như này bậc tử bé bậc mẫu thì nó ra không <laughs> bậc tử lớn bậc mẫu thì nó ra vô cùng có thể là âm vô cùng có thể dương vô cùng Câu 12 xong nhá. Đến câu 13. Câu 13. D tính giới hạn của cái này. Giới hạn của cái này cũng nói rồi làm trắc nghiệm thì chúng ta cũng ra ngay được đáp số. Ở cái 2n ấy đúng không? Chúng ta đề bài nó cho là lim căn 1n bình cộng n cộng 1 cũng chả cần quan tâm cái đuôi này làm gì đâu. Trừ đi 2n. Đấy. Thì nó đúng dây dạng của chúng ta rồi. Cái 2n này nó chính là bằng căn của 4n bình có bốn là bình đúng không <laughs> thầy nói về lim hai cái căn trừ cho nhau rồi do một nó bé hơn bốn một nó bé hơn bốn do, do, do đó cái này sẽ bằng âm vô cùng chắc chắn luôn Nếu giải thích rồi lấy làm trắc nghiệm ấy nó ra b còn làm tự luận thì chúng ta bình thường chúng ta cũng chẳng cần nhân liên hợp đâu nhân liên hợp nó cũng ra bên này chỉ cần đưa n ra ngoài thôi n nhân bên này âm vô cùng ra là âm vô cùng. Đáp án B. Ta <laughs> chữa đến chữa câu 15 thì thầy sẽ cho em nghỉ. Câu 14. 14 em ra gì ạ? 14 em chưa ra gì. <laughs> 14 không ra. <laughs> ừ. lim n bằng ta vào câu 14. Em nghĩ câu 14 đi đề hay phần nó cũng là gọi là hay có thời gian làm rất là tốt có câu ngay đầu đánh đố này chắc càng về sau nó càng dễ đấy. 14 15 Câu số 14. Lim của, đề bài yêu cầu tính lim của N bình phương nhân máy sin pi trên 5 trừ đi 2N mũ 3. Giới hạn này bằng <laughs> lim này. Kinh nhỉ? À? Đó. À. Ok, chắc cũng vậy thôi. Cái này chúng ta đưa N bình ra ngoài. Đó. À đưa hẳn n mũ 3 ra ngoài đi đưa n mũ 3 ra ngoài bên trên là còn là sin của np chia 5 chia cho n trừ đi 2 <laughs> cũng ghê đấy nhỉ <laughs> em có thể dự đoán được em dùng máy tính em cho n nó ra đến vô cùng đấy em ra cho n 10 mũ 20 chẳng hạn thì em ra kết quả nó bao nhiêu em thử rút máy tính ra em dùng Casio em làm thế nào alo Để... Ê, em thử Casio nhé, Casio này rồi đọc cái đáp số này Casio chúng ta sẽ bấm là x mũ 3 thôi rồi đây nhập cái này vào thôi x bình phương nhân sin xp chuyển radian lại nhá sin cốt là chuyển radian chia 5 trừ đi 2 x mũ 3 đấy. x được thay bằng n đấy n được thay bằng x đấy. sau đó chúng ta ra can clc ờ, vô cùng à can x mũ mà, x thì bằng 10 mũ 10 10 mũ 10 đi hoặc 10 mũ 20 đi xem báo máy nó báo kết quả gì đấy nếu mà không được thì 10 mũ 5 thôi nếu máy nó bảo lỗi 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 thì 10 mũ 5 thôi can 10 mũ 5 thôi. rồi đọc đáp số ra thế còn câu này mà làm tư luận thì nó lại liên quan đến một cái lý thuyết mà ừ, có lẽ là chương trình thường chưa học đến nó dùng đến cái lim này cơ Đó. lim sin mũ lim sin x trên x Đó. lim sin n trên n <laughs> lim này bằng một <laughs> à, à chết 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 không không học rồi học rồi cái giới hạn này học rồi cái lim này nó ra không ấy các em còn nhớ không làm bằng phương pháp kẹp ừ, làm phương pháp kẹp thì trị tuyệt đối với thằng này nó luôn bé bằng một một phần n mà lim một phần n thì bằng không vậy cái này là không này ừ thì ra luôn đấy không mà trừ hai thì nó ra âm hai vậy cái này là âm hai âm chính xác cái này âm hai nhỏ hơn không đó. lim thằng này bằng không ạ, à. dùng phương pháp kẹp ạ. À. Thế còn thằng này ra cộng vô cùng, cộng vô cùng, đó. âm hai nhân cộng vô cùng thì nó sẽ ra âm vô cùng. Đáp số âm vô cùng, âm vô cùng thì chúng ta sẽ chọn là c, câu 14 này ta chọn c. Nhưng mà giả sử em bấm máy tính đi xem máy nó báo cái gì đấy. Casio nó sẽ ra là âm 10 mũ mấy đó đúng không? Đấy. Nếu em bấm máy tính mà ra âm 10 mũ âm 10 mũ A thì đây chúng ta sẽ đọc là âm vô cùng. Bao nhiêu đó nhân 10 mũ A nhé. M nhân 10 mũ e thì cái này là âm vô cùng. Thế còn nếu bạn ra M lớn hơn không nhân 10 mũ e thì nó ra dương vô cùng, là dương vô cùng. Đấy, nếu có dạng như thế. Thì đấy, đấy là cái cái cách đọc đáp số. Em bấm tính em bấm máy tính xem nào. Báo cho thầy cái kết quả Casio 74. Ừ. Thế còn lim này tại sao bằng 0, Đúng không? Tại sao lim này bằng 0, Thì chúng ta dùng phương pháp kẹp ấy. Đúng rồi, giữa đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, chính xác, nó bé bằng 1 trên n. Mà lim 1 phần n bằng 0, phương pháp kẹp học rồi. Thầy nhầm mấy cái kia. Lim 1 phần n bằng 0 chia cái lim của sin này bằng 0. Thế còn em bấm máy tính không? Em có máy tính em bấm không? Đấy, nếu bấm thì nó sẽ ra đáp số kiểu như thế này. Tức là dùng máy tính để tính lên và đọc đáp số từ máy tính ra. 14 xong. 15 cho tứ diện các cạnh bằng A là trung điểm BC tính cốt góc hai đường thẳng này. mười 15 chắc cũng là đơn giản thôi. Làm tứ diện. tất cả tứ diện đều tất cả cạnh bằng A. Tứ diện đều tất cả cạnh bằng A. Bằng A luôn cho thứ diện đều ABCD tất cả cạnh bằng A M là trung điểm BC M là trung điểm BC tính cosin góc tạo bởi hai đường thẳng AB và DM AB và DM đây cosin góc tạo bởi AB DM cosin góc tạo bởi AB DM <laughs> thì chú ý tứ diện này nó có tất cả các mặt đều là bốn mặt đều là các tam giác đều ta có thể dùng vector đi cho nó nhanh vector AB và vector DM đó AB dùng vector dùng vector hoặc là chúng ta sẽ cách thứ hai là làm bình thường là chúng ta dựng góc đó. lấy trung điểm của AC nối với M lấy điểm N trung điểm AC nối với M tính ra tất cả cạnh của tam giác DMN dùng định lý hàm số cốt thì ra và nếu dùng vector thì cái DM cái góc giữa AB cốt góc giữa hai hai đường thẳng AB và DM thì nó bằng cốt góc giữa hai vector vector AB và vector DM AB và vector DM trị tuyệt đối cốt góc giữa hai vector trị tuyệt đối thì nó sẽ bằng tích vô hướng trên tích độ dài đấy, giống như vừa nãy làm đấy thế mà AB AB thì chúng ta đặt nó là vector A đấy. AD ta đặt là vector b, thế còn AC ta đặt là vector c, vector c. Thế vector AB nhân vector DM, vector DM thì chúng ta viết nó ra. Vector AB thì bằng vector a rồi. Vector DM thì dễ, cho để, để điểm A vào nhé. Vector DM thì bằng vector AM trừ vector AD. Trừ AD. Vector AM thì bằng nửa vector a cộng vector c. Vector trung tuyến ấy nó bằng vectơ AB cộng vectơ AC chia cho 2 rồi trừ đi vectơ B. Thế rồi sau đó thì em lại nhân vào thôi là nó sẽ ra. Đấy, thế còn không nếu mà dựng góc thì đây ta lấy điểm N là trung điểm của AC. À, nối DN sẽ đi tính các cạnh. À, MN thì bằng nửa A rồi. DC là đường trung tuyến của tam giác đều cạnh A, nó là A căn 3 trên 2. DM cũng bằng A căn 3 trên 2 dùng định lý hàm số cốt thì mình sẽ tính ra góc Uh, cốt góc cốt góc này cốt góc m này cả hai cách đều ok cách vector cũng rất là hay à, câu 15 thì chúng ta sẽ chọn đáp án a câu 15 chọn đáp án a căn 3 trên 6 căn 3 trên 6 <laughs> Huy bấm máy tính thì kết quả nó báo gì em? Okay. Ừ. Kết À, thôi không bấm nữa ừ rồi ok nó sẽ có dạng như thế này đấy à, một số âm nào đó nhân 10 mũ gì đó em can mũ 10 mũ 10 không được thì máy nó báo lỗi thì 10 mũ 20 không được thì 10 mũ 5 thôi kiểu như thế à, 10 mũ 5 thì nó sẽ ra cái dạng một trong các dạng này để chúng ta đọc đáp số thế ở đây là